Ok, chào anh em, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi bóc hộp và ráp những cái fan tỏa nhiệt trang trí nhé. Đây là cái dàn LED RGB gì này, CR1200. Đây, toàn hình, nguyên hình vạn trạng của em nó đây. Đây các bạn, thấy chưa? Lấy cái hộp đẹp đẹp này bóc ra cho nó ấy. Quá trình vận chuyển thì hộp nó bị móp là một chuyện hết sức bình thường các bạn nhé. Đây chúng ta có những cái thông số này. Ví dụ điện áp nuôi cho quạt là 12V, mắc công suất là 95W, nguồn 3 pin và dùng cho các dòng socket như 775, 115X, 1136 và các dòng AMD. Trọng lượng của nó là 300g. Tất cả nó sâu các cái thông số kỹ thuật cho nó ở đây. Và một số thông số thực sự là mình cũng chưa tra xem nó là cái gì, độ ồn hay vòng quay của quạt hay là tuổi thọ của fan, thì nhiều thứ thực sự là mình chưa tra hàng tàu 100% các bạn nhé. Chúng ta khui hộp ra. Trời mùa hè quay cái video nắng chảy mỡ, sợ quá. Sách hướng dẫn sử dụng các bạn, nhỏ nhỏ còn gọn xinh xinh. Đây, hết rồi. Ồ, cái này thì cũng ráp giống các cái khác thôi. Đây, một túi như này, túi chân này và một túi mỡ này các bạn. Bây giờ chúng ta cùng nhau đi ráp nhé, xem nó khó đến mức độ nào. Đầu tiên là bóc cái hộp này ra. Đây nó đánh dấu, ồ con này còn không thèm đánh dấu cho anh em chúng ta. Ồ đây, nó có đánh dấu này. Nhưng thực sự là camera sẽ không thể bắt được đoạn này cho các bạn. Đây này các bạn này, thứ tự các socket đây này, rất mờ và rất nhỏ. Ôi kệ nó, mình làm theo cái quán tính mình nhớ là socket 1155 nó ở vị trí số 2 này nhé. Hoặc là các bạn có thể ướm chân trước như này này, ướm này, sau đó các bạn thử. Nhưng mà thường thì khi làm quen rồi thì chúng ta có thể nhớ. Đây, đã hoàn thiện cả 4 cái này. Áp xuống đây, các bạn cân chuẩn nhé. Mình quay lại cho các bạn dễ nhìn này. Đây, các bạn ấy chuẩn xuống, sau đó ấn nó xuống là được. Đấy, đơn giản thôi. Xong, nó có 4 cái chân, các bạn cho nó vào. Cái fan này mình không nhớ, nếu nhập buôn là hơn 100.000, còn nhập lẻ thì nó hơn 200 một chút xíu, 201 hay 202 gì đấy. Về vấn đề so sánh với nhiệt độ của fan stock thì các bạn cho Tùng nợ video khoảng 1-2 hôm nhé, mình sẽ quay riêng cho các bạn. Phải đợi hôm nào mưa gió bão bùng trời nó mát, chứ bây giờ ngồi mà cứ tháo ra tháo vào so sánh với cái này rất mất thời gian. Nhà không có cửa kính, rộng có 50m, bảo vợ lắp điều hòa thì vợ không cho. Ok, xong rồi này. Cái này thì giống hệt các dòng fan khác thôi. Xem có cấn không? Ồ, cái này không cấn nhá. Vì vậy là các bạn có thể xuôi ngược, thỏa thích. Đấy, cũng được. Đằng này cũng được này. Đằng này cũng được, không bị cấn gì cả. Chúng ta làm sao xem đằng này được không? Đằng này không được rồi, chúng ta phải thế này thôi. Hai chiều ngang này là không được này. Đây các bạn thấy. Chỉ có hai chiều này thôi. Bây giờ cho ra chiều đằng giam đi nhá. Đầu tiên là mắc cái bên này vào. Đây, chúng ta để ý này. Mắc cái chiều này vào trước. Đây các bạn nhìn thấy chưa? Mắc vào. Còn ngượng tay lắm, mình làm còn ngượng tay lắm. Rồi, sau đó sang bên này, quay sang. Mình chưa bắt siêu nhá. Mình để test vì vậy mình chỉ cho chạy tạm thì không bắt siêu và cũng chưa cho keo tỏa nhiệt. Và trong quá trình các bạn làm thì các bạn phải bắt siêu và các bạn cho keo tỏa nhiệt. Ok rồi này các bạn. Lô con này định có cả hấp à? À con này không cho vào cần vào hấp các bạn. Chạy thẳng vào nguồn dây 3 pin luôn này. Rồi, đi dây gọn gàng. Không anh em lại nói là không biết đi dây. Ok. Anh dùng nhiều ok, không dùng S, chẳng dùng choát, cũng chẳng dùng nâu. Video không dành cho trẻ em dưới 18 tuổi. Được rồi, chúng ta sẽ thử nhá. Đây Tùng sẽ để nghiêng nghiêng như này là thử cho các bạn. Ồ, à có đổi màu, tiền tắt được anh cái đèn này. Có đổi màu thưa các bạn. Đây RGB đây. Cái trên này chưa thấy nó đổi các bạn. Xem nó đổi không nhá. Ở đây nó cũng đổi này các bạn. Được chưa? Đổi theo cái màu dưới này.
mát không? Đây, gió sẽ đi theo chiều như này. Đấy, đi ra ngoài này. Nói chung là mua buôn thì hơn trăm, còn mua lẻ thì tính cho khoảng 201 thì được. Còn nhiệt độ thì thoải mái cho các bạn chạy i3, i5. Còn với những dòng i7 đầu 2 thì được, nhưng với những dòng i7 đầu 3, đầu 4 và i7 đầu 6, i7 đầu 7, i7 đầu 8 và các dòng CPU cao cấp hơn thì mình vẫn khuyên các bạn là đầu tư nhiều tiền hơn. Vì chúng ta đã bỏ rất nhiều tiền mua CPU thì chúng ta không nên tiếc thêm 100 hoặc 50 để đầu tư cho cái fan, để làm sao cho CPU nó mát nhất có thể nha các bạn nhé. Rồi, cũng không thấy gió lắm. Nói chung là chỉ hợp với i3, i5 thôi. Cái thằng này Tùng thấy là hình như gió nó không phải là hút thẳng và đưa thẳng ra đây, mà cảm giác hai bên sườn này này, nó vẫn có cái gió nó thổi sang hai bên sườn này, hút từ đằng sau và thổi hai bên sườn, mà nó tòe ra kiểu cái cánh quạt ba cái này, chứ không như các dòng quạt khác là cái gió nó sẽ đâm thẳng và xiên thẳng, nó hút mạnh. Và ở đây chúng ta thấy cái hơi gió nó thổi mạnh hơn bên này, chỉ để sát này chúng ta mới thấy gió này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Chúng ta sẽ gặp lại nhau ở những video quảng cáo sản phẩm khác. Các bạn cần mua hàng có thể truy cập noai.vn hoặc đặt đơn theo số điện thoại là 0906010103 các bạn nhé. Để mình để mic gần vào đây xem các bạn có thấy tiếng cái quạt nhé. Nếu không thấy tiếng và tiếng nhỏ thì tương đương với điều kiện là đêm thì các bạn nghe sẽ rất ít khi bị ồn. Được chưa? Hẹn gặp lại các bạn ở các video sau. Và đây là kênh YouTube mới của Noai, rất mong các bạn ủng hộ.